Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái kiểu cần câu cá mớ thông dụng nhất hiện nay, đó là đầu tiên đó là cái mẫu cần câu treo này ha bạn. Cần câu treo thì nó dài 7 tấc nha các bạn. Các bạn cắm sao cho cái mồi nó treo lủng lẳng trên cách cái mặt sình mà mình làm láng á, khoảng từ 3 đến 5 phân ha. Các bạn chọn địa hình xong rồi các bạn cứ tha sình cho láng láng lên, rồi cái đó mình móc mồi lên ha bạn. Đó, con ếch nó hít mấy cái chỗ mà kiểu kiểu như vậy. Mồi câu ếch thì các bạn cứ xài ốc bu nè, cá nè, các bạn để cho nó ương lên cỡ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Khi đi cắm các bạn trộn vào ít dầu chuối, ắp xanh, vậy là được các bạn ha. Ắp xanh có cũng được, không có cũng được, không sao hết các bạn ha. Nó đơn giản lắm. Hoặc là các bạn có thời gian thì các bạn có thể vào cái kênh của mình có mấy cái clip nói về cái bài mồi cắm câu ếch rất là chi tiết rồi. Rồi còn cái kiểu thứ hai thì như các bạn thấy luôn á, nó là cái câu nọc ha bạn ha. Thì các bạn để mồi sát mặt đất vậy luôn, khoảng cách từ lưỡi vào trong cái cần câu khoảng từ tấc rưỡi đến 2 tấc, nó tùy các bạn muốn dài các bạn mở dây thả ra dài chút đó. Còn muốn ngắn thì thu dây lại, nó rất là tiện ha bạn ha. Lưỡi này là lưỡi ó mình xài lưỡi ó từ số 7 đến số 8. Câu cắm ếch thì các bạn xài lưỡi nó lớn một chút xíu, lưỡi nhỏ quá thì nó sảy ha bạn ha, nó không có nhạy. Khác với câu cá thì mình xài lưỡi nhỏ, còn câu cắm ếch thì mình xài lưỡi lớn. Thì đó là hai kiểu cần câu cắm ếch ha bạn ha, hai kiểu sử dụng luôn. Thì anh em nào thích câu treo thì câu treo, anh em nào thích câu nọc thì mình sử dụng câu nọc ha bạn. Thì anh em chuộng cái câu nọc nhiều hơn so với câu treo ha bạn. Lưỡi thì cũng có cùng một kiểu lưỡi thôi, thì anh em thích sử dụng cái nào thì mình cũng có đầy đủ hết để cung cấp cho anh em nha. Cơ bản thì nó chỉ có hai kiểu vậy thôi bạn ha. Một kiểu là câu treo nó dài 7 tấc, còn câu nọc này thì nó dài khoảng từ 3 tấc rưỡi đến 4 tấc. Lưỡi đều là lưỡi ó số 7 hoặc là số 8 dây dù ha bạn. Mồi cắm câu ếch thì mình đã có đề cập trên mấy cái video clip trước rất là chi tiết rồi. Ở đây thì mình nói ngắn luôn là anh em sử dụng ốc bu nè, cá nè, các anh em cắt nhỏ ra để ương cỡ từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Khi nào đi cắm câu á, anh em trộn dầu chuối, ắp xanh và một số cái gia vị nữa, có cũng được và không có cũng không sao ha bạn. Chi tiết thì có trên kênh của mình rồi, anh em có thể tham khảo trong đó luôn nha. Rồi xin chào tất cả anh em luôn nha.